Hi mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của BeeFarm. Xin chào cả nhà nha. Hiện tại mình đang có mặt ở trạm sạc xe cho Tesla. Và trong lúc sạc thì mình sẵn tiện mình đem thêm cái cục bơm bánh xe này nè. Rất là tiện luôn á, mình mua Amazon. Và trong lúc chờ để sạc xe á, mình sẽ vô cái siêu để xem họ bán gì nha. Khi mới vừa bước vô thì mình thấy một cái hồ cá rất là bự nha. Con cá trắng ở đây nè, rất là đẹp luôn á, nó đang bơi nè. Cá này kho cà chua chị xài. Hay mọi người, mình đang có mặt ở Springfield và phía đây là một cái mo nha, rất là bự nha. Bây giờ mình sẽ đi thôi. Ở trong đây rất là rộng luôn. Ở đây cũng như là một cái chỗ dừng chân mà mỗi khi mọi người đi xuyên bang vậy đó. Ở đây có một cái duvet rất là lớn nha. Trong đây họ bán đầy đủ các sản phẩm luôn, như là quần áo, giày dép, đến cả những cái khu trò chơi cho con nít cũng có nữa. Proclamation was issued by the President of the United States, containing, among other things, the following, to wit: that on the first day of January in the year of our Lord 1863. Và mình đã tới được Chicago rồi và bây giờ tụi mình sẽ kiếm cái nhà hàng để đi ăn nha. Bình thường ở đây rất là đông luôn á, phải đứng xếp hàng luôn mà không biết tại sao hôm nay lại vắng quá trời vắng luôn. Hôm nay cho Chung đi chợ nha. Món nào cũng chọn hết, không biết có tiền để trả không nữa. Bác xưa rồi, cái gì? Không kêu cái cơm chiên rồi. Món ăn đã tới rồi, ai về được có mỗi dĩa heo quay à? Ngồi đã đời mới nhớ là mình quên kêu một dĩa rau nữa chứ. Không biết có ai đói bụng không ta? Ở đây mình có xíu mại nè, bò viên nè, sườn nướng, cơm chiên, bánh ướt và bên kia là xá xíu và một dĩa mực rim. Ăn no quá xá trời luôn nên bây giờ tụi mình ghé cái tiệm bánh kế bên nè để mua đồ ăn thêm nữa nha. Ở đây á, mình thấy họ có bán các loại bánh kem rất là đẹp luôn á, siêu cute luôn. Bánh cam nè, bánh gấu nè. Còn ở đây là bánh nhân trà xanh với lại nhân dâu tây nha. Đây là cảnh ở downtown Chicago nè. Bây giờ đi kiếm chỗ ăn nữa nha cả nhà. Cá quán lẩu này cũng khá nổi tiếng ở đây.
mình sẽ ghé vô ăn thử nha. Đúng này, khát nó đồ mà chị luôn á. Rau khát nó đồ. Ờ ok. Mày kêu cái oyster cho tao, cái oyster cái brand cho tao. Thì còn sang hơn nữa. Chỗ này là kiểu của tao. Chỗ kia sang dữ lắm, vô mà mình ăn nhẹ đó nghe. Cái hàng đó đeo bao tay nó giới thiệu cho món một cho mình luôn. Giống kiểu đang dưới đây. Sang lắm, sang lắm. Cái hàng bồi, cái hàng bưng đồ ăn cho mình nó đeo bao tay bằng vải á. Nó bưng thì món lên luôn. Xong đó nó chế cho mình quay phim, mình chụp hình xong nó kêu mình ready chụp hình mình quay phim không, mình chế vô khối móc luôn. Nó là sang lắm. Thì nói chung là cái view cho nên tiếp đẹp cũng cao, tiếp cũng cao, tiếp cũng cao, tiếp đẹp đẹp. Chắc chắn rồi, thì cứ hiểu vậy đi. Đẹp lắm. Đẹp mà, đẹp lắm. Ăn hết không? Không, bà chở thì bà ăn có lẽ cho mình một chị con nữa. Bây giờ sẽ có đấy. Không chế đi chợ đi, tụi lấy cái chả cá cái lá nè. Đâu có chả cá cái lá đâu. Mà là em tốt mệt hả ba? Tốt mệt lái xe hả? Lên không bài đi, chút mở lên cho biết. Chị có ăn cái sách không? Trong phở á. Không có mấy mấy đứa có thể kêu đi đâu xe đâu. Kêu đi, ăn cái gì kêu đó. Tức là kêu nó cho tao, cái nó nhận được. Lấy cái bếp này chưa? Bếp lên phải lái á. Nó ở đây tụi mình có order một cái lẩu với lại ba cái hương vị luôn nha. Một cái là cay nè, một cái là gà, một cái là lẩu nấm. Ở đây có cái gian hàng mà tụi mình tự pha nước chấm nè. Ở đây có tận 30 cái hương vị khác nhau luôn á. Gì vậy? Chở hàng cái gì? Ốc heo nữa. Đây là một tô ốc heo nè. Các bạn đã ốc heo bao giờ chưa? No, you guys order seafood condo. Bữa mới ăn nhiều hơn để hai trăm. Bỏ cái này đây. Oyster ở đây rất là tươi luôn nha. Các bạn có thể thấy không? Mình sẽ chắc một miếng chanh lên đây nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái con này nha. Đó. Dâm đi, dâm đi, dâm đi. Chạy xuống xíu. Không phải cho cái chén hả? Chị ra chị lấy cái chén nha. Chị ăn. Nghe mà. Đúng không? Cái này là ăn đồ nhú. Mỗi ta đi ăn. Giờ người ta sẽ bỏ vô. Và đây là một miếng thịt bò nha, mình sẽ nhúng vô cái lẩu bên đây nha. Bên kia cay quá mình ăn không có nổi luôn. Giờ mình phải nhúng qua đây thôi. Wow, rất là ngon luôn á. Lại vô chỗ cái hàng đầu bếp mới được vô cái hàng đó. Ăn kiểu gì giống Thailand nha. Cả nhà có thấy một chiếc thuyền của Khương Tử Nha đang chở một tá thịt bò hay không? Thịt gà golden chicken. Bỏ hết luôn này nè, bỏ này nè. Nấu hết qua đây, một số thứ nó quanh cây sao? Mở chia ra vậy đó. Rồi, kêu kìa. Kêu luôn mất. Bây giờ nước lẩu rất là ngọt lắm luôn á. Tụi mình bỏ mix bò nè, rồi mấy cái nhúng bò, rồi mấy cái gia vị nữa. Mấy cùng cải này cũng rất là ngon nha, bỏ lên tí ăn liền rất là giòn luôn. Bỏ mấy bên đây cho mấy đứa không ăn cay nè. Ủa cái này thì ai cho mày chơi từ đó về cho bận miếng bên đây vậy nha. Mấy cái miếng thịt bò này mỡ quá trời mỡ luôn á. Nhưng mà nhìn rất là bắt mắt nha.
Wow, kế bên đây là một cái tô hải sản bao gồm mực nè, rồi sò, bên đây là mì, còn bên đây là cái lẩu nè. Hai người đi chợ đó. Ta tính à. Đó nói ta đi chợ đó, nhìn lại mặt đây. Thấy không? Chị Sài bỏ cái lẩu cay cho nhiều vô lắm rồi chị ăn hết đi. Lẩu cay là có mấy cái hồ vậy á, ăn cho nó tê hết luôn. Cái mò nó về nhà làm cái gì sợ? Ra cũng được, nó mới có nước lẩu nè, về banh nó nhúng. Về banh nó nhúng rồi. Anh em mới cái nồi lên tao mày nhúng trên bếp đi, bếp ăn. Thôi giờ về chắc khuya lắm. Rồi còn quá trời luôn. Mày cá không có nước sốt nha, nước sốt tự làm. Cái nó chín rồi, khỏi đi. Cá sốt không? Dục nó lại đi, chín rồi. Nè. Ủa nó tắt lửa rồi hả? Chung. Có này chứ anh gì? Mình chưa tính tiền rồi nó tắt hả? Đúng rồi, đem rau về nè. Gấp ăn tôm đi. Hả hả, nó cho hai hộp rau bỏ hộp kia đi. Hộp chạy nước, hiểu không? Còn cái gì sống rồi. Hai dục đây, hộp chạy nước á. Thì mày ăn đi. Nó chạy nước á. Và đây là cái bill nè. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Cho 30 đi.